Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Võ thuật được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Thưa quý vị, trong làng võ Việt Nam hiện nay khi nhắc tới võ sư, huấn luyện viên Lê Công thì không ai là không biết. Bởi lẽ ông là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao nước nhà. Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao với bằng huấn luyện viên bóng đá, nhưng cuối cùng lại trở thành võ sư karate Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế. Giờ đây thì dù không còn làm công tác chuyên môn với vai trò là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhưng ông vẫn hàng ngày rèn luyện môn võ đã theo ông gần như suốt cả cuộc đời với tất cả niềm đam mê và yêu thích. Huấn luyện viên Lê Công, người thầy gắn liền với những thế hệ học trò xuất sắc của karate Việt Nam như Vũ Thị Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương cùng nhiều tấm huy chương vàng quý giá ở đấu trường SEA Games và ASEAN. Sau hơn 2 thập kỷ làm công tác huấn luyện thể thao chuyên nghiệp, giờ đây, vị huấn luyện viên 71 tuổi đang vui cùng tuổi già và tiếp tục ngọn lửa đam mê với võ thuật. Là sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cái karate cho đội tuyển Việt Nam thi đấu trên đấu trường thể thao, nó là cái karate thể thao, mình dồn hết tâm huyết, hết thời gian và đam mê trong nhiều chục năm, mới là của tôi tổng là hơn 20 năm. Thế nhưng mà nếu tập võ mà ta xong một cái nhiệm vụ lớn, xong ta chấm dứt nó, thì cái đấy không phải là người chuyên nghiệp. Tôi nhìn thấy điều đó đối với các cái võ sư karate của Nhật Bản. Người ta khi huấn luyện, người ta cũng không phải mục đích để nói cho nhiều người biết, cũng không phải mục đích là để giành một thành tích cao, mà người ta tôi rèn người ta, luyện cái bản lĩnh cho người ta và sức khỏe cho người ta, mà người ta chiêm nghiệm toàn bộ cái nghệ thuật võ karate mà người ta được học. Chính điều đó tôi nhận thấy rằng khi mình nghỉ thì mình vẫn phải tiếp tục tập. Cái võ tôi nó có hàng trăm năm rồi, nhưng mà bây giờ tôi gộp nó lại để tôi thành lập nguyên phái, là đã học tôi là phải học karate và học kobudo, học võ tay không thì phải học quán cả binh khí. Cho nên tôi mới hình thành ra là Kobudo Shotokan Việt Nam. Đam mê và thường xuyên rèn luyện karate giúp huấn luyện viên Lê Công có được một tinh thần minh mẫn và sức khỏe tốt, để từ đó ông có thể vui với những sở thích cá nhân cũng như thực hiện những điều bản thân mong muốn. Nhưng mà nói là một năm tôi vẫn dồn tiền tiết kiệm, là tôi đến Nhật Bản, tôi đến Thái Lan, tôi đến cái tổ chức của tôi. Bây giờ tôi tham gia 3 tổ chức thế giới và tìm được, chiêm nghiệm được những cái bậc võ sư mà họ đứng đầu các cái tổ chức đấy. Họ thân tôi và tôi học hỏi họ. Cho nên bây giờ tập và vẫn học hỏi. Cho nên chính vì thế là tôi nhớ rất nhiều và tập được rất nhiều. Cái đấy là cái hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Ông có thể nói thầy là một người truyền lửa cho tất cả các thế hệ huấn luyện viên của Việt Nam và cũng như bọn em tập mà trong cái phòng tập truyền thống như này. Ở đây thì thầy không chỉ gọi là một cái dojo của một đường riêng, mà đây gọi là dojo của gia đình, một đường của gia đình. Thầy đang luôn là người truyền lửa cho bọn em để tập luyện. Mặc dù thầy thì tuổi cũng tương đối là cũng cao, nhưng mà cái tinh thần tập luyện có thể thanh niên bọn em cũng không thể là sánh kịp. Khi mà bọn em tập với sư phụ Lê Công thì sư phụ truyền đạt cho bọn em những cái kỹ thuật truyền thống. Thì so với cả những cái kỹ thuật hiện đại của thể thao bây giờ ấy, thì kỹ thuật truyền thống nó đi vào tính thực tế nhiều hơn, nó ít tính biểu diễn hơn. Và mỗi cái đòn thế mà thầy Lê Công dạy cho chúng em thì là thầy đều phân tích là những cái tác dụng thực sự của nó là như thế nào, và nó ít mang tính biểu diễn. Thì cái đấy là cái điểm khác biệt lớn nhất. Kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về karate truyền thống, huấn luyện viên Lê Công chỉ tự tập luyện một mình. Sau đó, nhờ sự động viên của các học trò, ông mới quyết định truyền dạy lại những kiến thức
mà mình có được nhằm lưu giữ lại những nét đẹp trong võ học cho thế hệ sau. Tất cả các môn phái đánh theo một cái luật như thể thao thì đấy là karate thể thao. Nó có cái đẹp riêng của nó, nhưng truyền thống nó cũng có cái đẹp riêng của nó. Karate thể thao nó hội nhập tất cả mọi người gần lại với nhau. Nó đánh một cái luật là an toàn cho con người. Nhưng truyền thống thì độ an toàn không bằng. Nhưng nó vẫn cũng có an toàn. Nhưng nó có những cái kỹ thuật là xuất phát theo tính chất có một cái chiều dài. Hai nữa là có cái kỹ thuật của từng môn phái riêng biệt. Những nét đẹp của karate truyền thống giúp huấn luyện viên Lê Công như tìm lại được chính mình trong dòng chảy hiện đại của võ thuật, giúp ông chiêm nghiệm rất nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thực sự tập võ thì người ta nói quan trọng nhất là chân thiện mỹ. Trong võ thì nó rèn luyện cho con người là cái bản lĩnh. Nói phải đúng, tập phải đúng, hành động phải đúng. Thế thì cuộc sống cũng thế, mình phải sống tích cực và đúng mức. Thiện là mình phải thương yêu, phải tự rèn luyện cho tốt. Còn nghệ thuật thì phải rèn luyện rất kỹ. Có những bài quyền phải tập hàng nghìn lần. Quyền đã là võ thì phải trung thực và không bao giờ hèn. Cái quan trọng là như thế. Đứng vị trí nào, đứng trong cuộc sống điều kiện mình có như thế nào, hoặc nghèo hay khổ hay giàu, không thay đổi, không bao giờ hèn. Với huấn luyện viên Lê Công, cả đời ông gắn bó với võ thuật, coi đó là triết lý sống, đam mê và niềm vui mỗi ngày. Karate như liều thuốc tinh thần quý giá, giúp vị võ sư 71 tuổi thêm trẻ ra, cũng như gắn kết cùng với mọi người, với các học trò mà ông hết mực yêu thương. Là vận động viên giàu thành tích nhất của Taekwondo Việt Nam, Trần Tuyết Vân có thể được xem là biểu tượng và là hình mẫu để truyền cảm hứng cho các vận động viên trẻ, vận động viên phong trào. Chính vì vậy, việc được trao nhiệm vụ làm trưởng bộ môn Taekwondo quận 4 tại thành phố Hồ Chí Minh được xem là bước tiến giúp cho Châu Tuyết Vân có thể phát triển và nhân rộng hơn mô hình tập luyện dành cho những ai đam mê võ thuật với cảm hứng từ những vận động viên chuyên nghiệp như chính cô. Được thành lập từ đầu năm 2022, câu lạc bộ võ thuật Taekwondo Hoa Hướng Dương với sự cố vấn của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam Nguyễn Thanh Huy và vận động viên, huấn luyện viên kiêm trưởng bộ môn Taekwondo quận 4 Châu Tuyết Vân phụ trách chuyên môn đã mở ra một sân chơi cho các em thiếu nhi nhi đồng, vốn là cái nôi của Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Ở thời điểm này, quận 4 đang dần xây dựng lại phong trào Taekwondo từ cơ sở, hướng tới phát triển thành môn thể thao mũi nhọn trong tương lai. Nơi ở thành phố Hồ Chí Minh đều có cái câu lạc bộ phát triển, từ đó nâng cái số lượng người tập luyện thường xuyên từ 15.000 lên tới 40.000. Tạo nên một cái làn gió mới, tạo nên một cái không khí mới, một cái hoạt động mới với nhiều cái hình thức và nội dung nó hấp dẫn lên. Chính vì vậy là các quận huyện đều có một cái sự đổi mới, có một cái sắc thái mới. Cho nên là các quận huyện đã ủng hộ cho đội tuyển quốc gia cũng như là đội quyền Taekwondo Việt Nam rất là nhiều. Với các võ sư nhí, ban huấn luyện của câu lạc bộ Taekwondo Hoa Hướng Dương cũng tạo nên một giáo án cởi mở, vừa tạo không khí tập luyện kỷ luật nhưng đồng thời cũng tạo ra một sân chơi rèn luyện sức khỏe. Với mỗi độ tuổi khác nhau, các võ sinh sẽ được tập luyện theo những chương trình bài tập phù hợp, mà tại đó mỗi huấn luyện viên đều từng là các vận động viên đi lên từ những lớp học năng khiếu trước đây, có đầy đủ kinh nghiệm, trải nghiệm và phương pháp huấn luyện thích hợp. Về huấn luyện viên thì tất cả các huấn luyện viên đều được tập huấn tại các lớp trọng tài và các lớp huấn luyện viên của thành phố Hồ Chí Minh một cách rất là đàng hoàng và trang trọng. Nên vì vậy mà cái độ chất lượng và độ tin cậy của Sunflower thì Vân nghĩ không có gì để bàn cãi nữa. Và bên cạnh đó thì mình sẽ sắp xếp phân bổ để chia các lớp phù hợp để mà mọi người cảm thấy không ngại khi mà mình tập với em quá nhỏ hoặc là không ngại khi mà mình tập với người quá lớn. Điều đầu tiên trong các huấn luyện viên giảng dạy là phải là đạo đức tốt và trách nhiệm và tinh thần thượng võ. Thì các bạn luôn luôn là học được là về đến nhà thưa bố mẹ, đến trường thưa thầy cô, chào ba mẹ, con đi vô lớp và sinh hoạt tất cả mọi thứ đều kỷ luật. Kỷ luật từ lúc bắt đầu ngày đầu tiên đến với câu lạc bộ, đến với võ thuật là các bạn sẽ học cái lễ phép là đầu tiên.
và cái gọi là đạo đức là đầu tiên. Các võ sinh đến với câu lạc bộ Taekwondo Hà Hướng Dương với những lý do khác nhau. Có thể vì yêu mến huấn luyện viên Châu Tích Vân với niềm cảm hứng từ thành tích thi đấu đồ sộ, hay cũng có thể chỉ là tham gia tập luyện nhằm cải thiện sức khỏe sau giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Nhưng tự chung lại, được trải nghiệm việc tập luyện võ thuật đều mang đến những hiệu quả tích cực cho các võ sinh ở mọi độ tuổi, từ sức khỏe đến tinh thần, qua đó phục vụ tốt cho quá trình học tập, công việc trong cuộc sống. Điều đầu tiên và rõ rệt nhất mà Taekwondo mang lại đó là có cải thiện sức khỏe của em rất là nhiều. Và sau khi học Taekwondo thì em cảm thấy không những nó mang lại cho em sức khỏe tốt hơn mà nó rèn luyện được cho em một cái tâm rất là tĩnh lặng và khiến cho cái tính tình của mình nó điềm đạm hơn. Và sau khi học Taekwondo thì em thấy tính tình của mình nó vui vẻ và mình sống tích cực hơn. Con học ở đây con muốn, ước mơ của con là muốn trở thành một vận động viên Taekwondo giống như cô Châu Kiết Vân. Để được giống như cô Châu Kiết Vân thì con sẽ phải cố gắng học thật nhiều, thật tốt. Sau mỗi buổi tập luyện sẽ là những khoảng thời gian sinh hoạt lớp với các bài học về võ thuật được lồng ghép vào những buổi nói chuyện, chia sẻ gần gũi giữa các huấn luyện viên và các võ sinh. Và với huấn luyện viên Châu Tiết Vân, dù đã thành danh ở vai trò vận động viên, nhưng để trở thành một huấn luyện viên giỏi, nữ hoàng Taekwondo Việt Nam vẫn cần rất nhiều thời gian để trau dồi, tích lũy, mang nguồn năng lượng và lòng đam mê của mình để truyền đến các thế hệ học trò hiện tại và cả trong tương lai. Hiện tại thì các em nhỏ nó thấy Vân nó vẫn rất là thích. Vân cũng hy vọng là mình sẽ mang đến một cái năng lượng tích cực và mình sẽ yêu thương các em. Các em cũng sẽ yêu thương mình như chính là người chị hay thậm chí là người cô mà luôn bên cạnh các em. Vân cũng chỉ muốn mang cái sự yêu thương đó đến với các em tại vì Vân cũng rất là thích Vân nhất. Thưa quý vị, trong kho tàng võ học cổ truyền Việt Nam, chúng ta thường được nghe giai thoại về thanh Ngự Thủy Kiếm, một bảo kiếm được vua Nguyễn ban tặng cho vị tướng tài Trương Ngọc Giang. Qua 100 năm lịch sử, ngày nay thì Ngự Thủy Kiếm không chỉ được các thế hệ con cháu dòng họ Trương gìn giữ, bảo vệ, mà còn thường xuyên được võ đường Kim Vạn An ở thành phố Huế sử dụng với mục đích truyền cảm hứng võ học và giáo dục lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam. Giai đoạn này, quân đội đã hình thành nên các lực lượng chính quy, trong đó quan trọng nhất là đội cấm vệ quân với nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung. Nổi tiếng tại đất cố đô thời bấy giờ là đội trưởng cấm vệ quân Trương Ngọc Giai, ông tổ của võ phái Kinh Vạn An ngày nay. Với tài năng của mình, ông đã được vua ban cho thanh Ngự Thủy Kiếm và được các con cháu đời sau lưu truyền đến tận bây giờ. Tại võ đường Vạn An là chúng ta ngày xưa là khi mà chư Pháp với chư vàng vô chưa qua cướp được mình á thì binh khí của gia đình với sách vở nhiều lắm, nhưng mà khi Pháp tới mình mà bỏ binh khí trong nhà nó sẽ vô nó đem nó bắn nó cầm tuyệt đối tay mình sờ bên khẩu súng đạn đâu, tay chân như bị kiếm đáo thôi, vì vậy nó bị mất đi một số. Còn cái cặp kiếm mà vua bán đó vua bán cái này cặp kiếm đó là cái bằng Ngự Thủy Kiếm. Vua bán được cấp kiếm là phải có cái thành tích gì vua bán à, nhưng mà cái ấm đội trưởng trước một giai phường là phía phường khẩu đó nhà nước đóng đó là người đó là bảo vệ công chúa cùng cuồng chúa gì đâu à, mà bảo vệ vua vì được có cái công thần đó vua mới tặng được cấp kiếm Ngự Thủy Kiếm. Ngự Thủy Kiếm bao gồm hai thanh, được vua Nguyễn ban tặng cho đội trưởng cấm vệ quân Trương Ngọc Giai cùng vợ. Mục đích sử dụng hai thanh gươm này cũng có sự khác nhau, khi thanh dài được người chồng sử dụng với nhiệm vụ bảo vệ trong cung đình và được mang vào trong cung, còn thanh ngắn không sử dụng trong chiến đấu và được người vợ cất tại nhà. Mặc dù được đặt tên là Ngự Thủy Kiếm, nhưng theo sử sách ghi lại cũng như hình dáng thì đó là hai thanh gươm. Trên võ đường các tỉnh á thì vì đến Việt Nam thì họ dùng toàn là dùng kiếm tàu hết, đấy vì mình không phải mình phải cái kiếm mà cái gươm rút gươm phiên thề nguyệt dưới Thăng Long đang dùng thế mài gươm dưới nguyệt cứu Thăng Long, chứ không phải là cái kiếm là ngọt hay đâu, cái kiếm mình là hao kiếm bấm cù này nó chủ trương chặt hơn, đến tàu là nó kiếm nó đấm nhiều hơn cho mình là chặt hơn.
đấy, chắc đó, thì cái kiểu của mình nó khác, là cái gươm của mình là kiểu gươm, còn bên cái tàu là kiểu kiếm cộng bẻ hai đầu. Vì vậy kiếm tàu đánh không có mang tính chất là âm dương giống như kiếm Việt Nam. Thanh gươm dùng để chiến đấu có lưỡi hơi uốn cong, làm bằng thép dài khoảng 1 mét và chuôi kiếm dài khoảng 20 cm. Chuôi kiếm tạo thành một hình cong ôm sát tay và làm bằng đồng, được chạm trổ hình lân thể hiện cho người đàn ông. Trong khi đó, thanh gươm còn lại được chạm hình phụng tượng trưng cho người phụ nữ. Mặc dù đã trải qua hơn 100 năm tồn tại, nhưng những nét hoa văn trên đốc kiếm vẫn còn rất tinh xảo. Cái kiểu của Việt Nam là có tới phú tới thế, tới vừa tới chồng. Cái gì nó đánh qua là có, cương thì cương, nhưng mà có nhu đỡ. Chặt lên thế này, chặt bằng không chặt lên mà mình có tay chân đầy đầu bộ luôn. Rất là thủ lưng bộ đâu đi, làm đánh đo cho chết thì mình chạy được. Phải chưa? Phải không? Là vì vậy là kiếm Việt Nam là vậy ạ. Không chỉ lưu giữ thanh gươm báu mà cha ông để lại, võ sư Trương Quang Kim còn ứng dụng vào tập luyện cho các võ sinh tại võ đường Kinh Vạn An. Theo ông, điều quan trọng nhất với một thanh gươm quý đó không phải là để trưng bày mà phải sử dụng thường xuyên mới có thể mang linh khí vào trong thanh gươm. Này thì thầy cũng bảo dưỡng được những cái thanh kiếm quý đó, rất rất trân trọng đó, mà đã bảo dưỡng cái người kiếm bảo là tìm chủ nhân thì khi mà nó có rồi anh phải thật anh để téo đi được, anh phải đem đánh múa để làm gì, để có cái linh khí trong cái kiếm á. Thì có thần khí trong cái kiếm, cái đó là cái tốt nhất. Không chỉ được sử dụng trong tập luyện, ngự thủy kiếm cũng được lấy cảm hứng trong các bài đơn đao hoặc song đao trong võ Kinh Vạn An phái. Đao là binh khí rất dũng mãnh, hiệu quả trong các trận phục kích, tập kích bất ngờ, đi mở đường cho các trận đánh. Khi đánh đao, đặc biệt trong các bài song đao hồ điệp, bộ pháp là quan trọng, vì đường đao thì phức tạp nhưng phải theo thứ tự, không được rối loạn. Song đao thì đầu tiên là phải để nhuyễn đơn đao. Song đao khi kết hợp song đao vào các cái thế đánh và nó cuộn tròn người vào trong, bọc người mình lại ở trong cái hai cái đao. Và mình khi mình nhìn đánh mình thấy nó, hai cái đao nó đi rất là tròn bộ, đòi hỏi cái độ dẻo của hai cổ tay. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, những binh khí của cha ông để lại chính là nguồn cảm hứng cho võ cổ truyền Việt Nam ngày nay. Và cũng nhờ những người như võ sư Trương Quang Kim mà tinh hoa của dòng chảy lịch sử võ thuật Việt Nam vẫn được bảo tồn, lưu giữ và phát triển. Nhờ đó mà thế hệ trẻ không chỉ được học môn võ của dân tộc mà còn có thể hiểu hơn về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông.